Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bước tiếp theo khi sử dụng phần mềm Abivin Virus, đó là chuẩn bị dữ liệu về đơn hàng. Như lần trước, bạn có thể thực hiện theo hai cách. Cách thứ nhất là tự động đồng bộ dữ liệu với hệ thống ERP có sẵn. Cách thứ hai là nhập dữ liệu thủ công. Về cách đồng bộ dữ liệu với hệ thống ERP, bạn có thể xem video trước tại đây. Nếu thực hiện theo cách thứ hai, bạn cần chuẩn bị dữ liệu theo mẫu có sẵn của hệ thống. Trong video này, chúng ta sẽ thao tác với tệp dữ liệu mẫu của đơn hàng. Bước thứ nhất là lấy dữ liệu mẫu. Bạn hãy bấm vào phần hướng dẫn sử dụng có dấu hỏi chấm này. Bấm vào khởi tạo, đơn hàng, tải lên. Bạn kéo xuống dưới và tải tệp dữ liệu mẫu tại đây. Bước thứ hai là nhập dữ liệu. Sau khi thực hiện bước thứ nhất, tệp CSV bao gồm dữ liệu mẫu sẽ được tải về máy bạn. Ngoài những thông tin quen thuộc này, bạn còn phải nhập thêm mã sản phẩm, tên sản phẩm, số thùng, số đơn vị sản phẩm, giá thành hay mức giảm giá nếu có. Khi đã nhập đủ thông tin cần thiết, bạn hãy lưu tệp CSV này lại. Bước thứ 3 là tải lên tệp dữ liệu. Để tải lên thông tin về đơn hàng, bạn chỉ cần vào mục đơn hàng, upload dữ liệu, rồi chọn tệp CSV mà bạn vừa lưu lại. Khi thông báo này hiện ra, tức là bạn đã upload dữ liệu thành công. Trong trường hợp bạn nhập sai một trường dữ liệu nhất định, thì khi tải lên, hệ thống sẽ thông báo cho bạn chính xác lỗi sai ở đâu. Ví dụ khi tôi để trống phần tên sản phẩm, thì khi tải lên, hệ thống sẽ hiện ra thông báo như thế này. Trong video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chuẩn bị thông tin về người giao hàng. Chúc các bạn thành công!